Chiều 16 tháng 12, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham dự hội thảo có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các đơn vị thuộc Công an tỉnh. Nhằm xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, sau khi nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị được ban hành và Đảng ủy Công an Trung ương ban hành kế hoạch số 118 kế hoạch DUCA, kế hoạch số 108 KHTU ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ngày 17 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ban hành kế hoạch số 02 KHDUCA triển khai thực hiện. Một trong những nhiệm vụ đặt ra là phải nhanh chóng xây dựng đề án để triển khai thực hiện trong Công an tỉnh. Chính vì vậy, tại buổi hội thảo, các đồng chí chủ trì đã gợi mở, định hướng, yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị địa phương tập trung nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ để đóng góp ý kiến về những nội dung, quan điểm, giải pháp và lộ trình để xây dựng được đề án cho phù hợp, đảm bảo chặt chẽ, khoa học đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk chính quy, tinh nhuệ theo đúng nghị quyết đã đề ra. Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề hội thảo, qua đó phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra và đề xuất các giải pháp, lộ trình thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và kế hoạch 118 của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ mới, đề ra các giải pháp gắn liền với thực tiễn và lộ trình xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại giai đoạn 2025-2030, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an tỉnh Đắk Lắk nó phải thực sự lãnh đạo, tổ chức thực hiện với